Kính thưa cộng đoàn, vào mỗi dịp Giáng sinh, chúng ta thấy mọi người thường gửi tới nhau những tấm thiệp, những món quà, những lời chúc tốt đẹp. Khi gửi đi những mong muốn tốt đẹp cho người khác, thì chắc hẳn mỗi người cũng có những ước vọng riêng của mình. Và đó cũng chính là điều mà các bé lớp Ná Hai, trường mầm non Tư Thục Bình Minh muốn gửi tới quý cha, quý thầy, quý dì và toàn thể cộng đoàn qua bài vũ Ước Mơ Đêm Thánh. Xin cộng đoàn nổ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho các bé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.